Chuyện mở đầu bằng một cảnh hành động khốc liệt mà tốt nhất không nên xuất hiện trên đây vì lý do thuần phong mỹ tục. Để mô tả về nó thì đó chính là khung cảnh vị thái tử Sivri hùng mạnh của vương quốc đang chiến đấu với tất cả phụ nữ của một ngôi làng chỉ bằng chân của mình, nhưng mà là chân giữa. Đây là hành động thường nhật của Sivri. Một khi hắn ta đã làm nó ở một ngôi làng bất kỳ thì dân làng sẽ được sự bảo hộ của vương quốc. Làng của Lin là một ví dụ. Mọi chị em phụ nữ trong làng vừa có một đêm mất ngủ, nhưng cô lại không nằm trong số đó. Thật cay đắng, Lin không hiểu lý do tại sao thái tử lại chừa mình ra. Trong lúc đang mải mê đắm chìm trong những nỗi niềm suy tư, ngôi làng của cô đã bị một băng cướp tàn phá từ bao giờ. Chúng mang đến một thông tin cho dân làng rằng thái tử Sivri, người vừa hứa sẽ bảo hộ cho ngôi làng vào đêm qua, đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Chính vì lý do đó mà nước láng giềng đã cử chúng đến đây để thông toàn bộ già trẻ gái trai trong làng không chừa một ai. Trong cơn loạn lạc, Lin là người duy nhất may mắn trốn thoát. Cô chạy đến khu rừng và nhìn thấy một thanh kiếm kỳ lạ được cắm tại đây. Bọn cướp đuổi theo và phang ngay cho cô một gậy vào đầu, nhưng cô đã kịp cầm lấy thanh kiếm và nhấc nó lên. Trong lúc mê man, do bị chấn thương bởi cú đánh vừa rồi, ký ức tuổi thơ lại ùa về. Hóa ra Lin tuy không giàu như Batman và cũng không có hàng nóng trong người như Naruto, nhưng cô và họ đều có điểm chung là mồ côi. Đó là cách mà một nhân vật chính kiên cường mang trong mình ước mơ và hoài bão lớn lao điển hình trong các bộ shonen ra đời. Theo kịch bản thì bên trong thanh kiếm mà Lin cầm sẽ chứa đựng một linh hồn thần thánh nào đó, vì cảm động trước ý chí kiên định của Lin mà ban cho cô một thanh kiếm ở giữa hai chân. Holy fuck. Linh hồn bên trong thanh kiếm còn có khả năng biến tất cả những tên cướp trước mặt cô trở thành phụ nữ. Và thế là một trận chiến giữa ba nữ đạo tặc và một con cú có gai bắt đầu, với phần thắng thuộc về Lin. Sau trận chiến, linh hồn bên trong thanh kiếm tự xưng mình chính là Sivri, thái tử của vương quốc. Hắn ta đã bị ám sát và sau khi chết đi, linh hồn của Si đã nhập vào thanh bảo kiếm của mình. Trong lúc Lin đang chất vấn Si về việc tại sao lại cân hết gái trong làng nhưng chừa mình ra, thì đội quân chủ lực của băng cướp đã tìm đến nơi. Si nghe kể về việc lũ cướp đó đã tàn phá ngôi làng mà mình đang bảo hộ thì cay cú vô cùng. Đang chuẩn bị vào tư thế để thông hết cả đám thì một nữ kỵ sĩ từ đâu xuất hiện, đã đưa tất cả bọn chúng đi chào ông bà chỉ trong một đòn duy nhất. Đó chính là Broomhill, nữ hoàng của vương quốc láng giềng, một cô nàng tài sắc vẹn toàn, mỗi tội mê trai đầu thai cũng không hết được. Sau khi giải phóng toàn bộ dân làng khỏi bọn cướp, đội quân kỵ sĩ lập tức chuẩn bị khởi hành để đi đến những ngôi làng khác. Lin vì ngưỡng mộ trước sức mạnh tuyệt đối và phong thái uy nghiêm của Broomhill mà đã cầu xin được đi theo cùng họ. Nhưng nữ hoàng từ chối, thay vào đó cô ấy đưa cho Lin một phiếu ghi danh vào đấu trường hoa hồng tại kinh đô của đế quốc Burgundy, nơi các hảo thủ từ khắp nơi trên thế giới tụ họp lại để so tài cao thấp. Nếu như Lin chứng minh được bản thân của mình ở đó, thì Broomhill sẽ chấp nhận lời thỉnh cầu của cô. Linh hồn của Si ban đầu cũng chẳng hứng thú gì với mấy game show rẻ tiền nhàm chán này, nhưng khi nghe tin phần thưởng cho người vô địch giải đấu là toàn bộ tài sản của mình, thậm chí trong đó còn có một vật phẩm ma thuật có thể hồi sinh người chết, hắn nghiến răng ken két và lệnh cho Lin nhanh chóng khăn gói lên đường. Thế là hành trình đòi lại kho báu của chính mình từ linh hồn thái tử cuồng dâm và cô thôn nữ Lesbin bắt đầu từ đây. Liệu những điều bẩn bựa nào sẽ còn chờ đón họ phía trước? Chúng ta sẽ biết ngay sau đây. Trên đường thượng kinh, Lin và Si ghé ngang một thị trấn. Tại đây họ bắt gặp cảnh tượng một đoàn lính Roma đang hành hạ một kẻ khô rách áo ôm chỉ vì anh ta vô tình dẫm lên cô con gái bé bỏng của thủ lĩnh bọn họ. Thật ra nó là một cây kiếm. Với bản chất của một nữ nhân hào hiệp, Lin thấy chuyện bất bình lập tức ra tay tương trợ. Nhờ có sự hướng dẫn của Si trong các bước di chuyển, Lin dù là một cô thôn nữ bình thường vẫn có thể dễ dàng hạ gục một đám lính Roma và tên thủ lĩnh. Sau khi hạ hết kẻ địch, Lin toan chạy lại chỗ kẻ khô rách áo ôm kia để hỏi thăm tình hình, thì ảo ma thay, tên khô rách áo ôm đó lại chính là thái tử lừng danh của nước Bern, Dietrich von Bern. Hắn gào thét trong điên loạn vì Lin đã phá hỏng mạng SM công khai mà mình đã dày công sắp đặt. Bạn nào chưa biết SM là gì thì ngừng video này được rồi nhé, vì bạn còn quá trong sáng để có thể tiếp tục theo dõi diễn biến của bộ chuyện này, và mình thì lại không muốn vấy bẩn nó. Còn nếu vẫn tò mò thì hãy Google search rồi sau đó quay lại đây và tiếp tục nhé. Quá cay cú vì đang bị hạ nhục giữa đám đông không khác gì một cục rác vô dụng thì lại bị xen vào khiến bản thân không được thỏa mãn. Bên lạnh lùng kề dao lên cổ Lin và bắt cô phải chịu mọi trách nhiệm cho việc này. Lin ngay lập tức cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng của mình. Không còn nghi ngờ gì nữa, thái tử nước Bên là một tên biến thái dặm khô chính hiệu. Tuy nhiên dù sao cũng là một nhân vật tầm cỡ, cho nên sức mạnh của Bên không phải dạng tầm thường. Hắn được đánh giá là có thể ngang cơ với cả Sivri, cho nên lần này bắt buộc Si phải mượn thân xác của Lin để solo trực tiếp với hắn. Trong suốt trận chiến, Bên liên tục làm mấy trò bệnh hoạn khiến Lin cảm thấy tởm lợm vô cùng. Cô phỉ nhổ hắn một cách không thương tiếc. Thế nhưng đâu có ai ngờ rằng dây thần kinh tự nhục của tên này lại bị nói nhầm với dây sướng. Càng bị xúc phạm bao nhiêu thì thái tử Đức Bên lại càng hưng phấn bấy nhiêu. Thanh kiếm trên tay hắn là một loại kiếm ma thuật,
Nó cộng hưởng với sự hưng phấn của Ben và không ngừng to lên khiến cho người ta không thể nào không liên tưởng. Sifri cho rằng niềm đam mê của Ben chỉ là một thứ nhảm nhí. Khoái cảm thực thụ đối với hắn là đè nát đối thủ cả về tinh thần lẫn thể xác bằng cách thông người ta. Cuộc chiến về chân lý cuộc đời giữa hai vị thái tử diễn ra vô cùng khốc liệt, như thể nó sẽ kéo dài mãi mãi. Thế nhưng đối với một người đứng ngoài cuộc như Lin thì nó chẳng khác nào cuộc tranh cãi giữa hai đống cứt. Mọi chuyện bắt đầu đi quá giới hạn khi từ cuộc chiến chân lý giữa hai thằng đàn ông lại chuyển thành việc body Samsung một người phụ nữ. Lin trong cơn thịnh nộ vì bị chê bai không thương tiếc đã ném thẳng thanh kiếm chứa linh hồn của Si vào mồm Ben và cho hai thằng tự chơi với nhau. Ben đang hưng phấn thì bị ngắt ngang nên phải chạy theo cầu xin Lin tiếp tục trận chiến. Thế nhưng những lời lẽ miệt thị của Lin ngay sau đó đã đánh thẳng vào vùng não bộ của Ben, khiến hắn sung sướng tột cùng. Cuối cùng thì thái tử nước Ben đã tìm được chân ái của đời mình. Lin chính là nữ hoàng SM mà hắn đã tìm kiếm bấy lâu nay. Sau sự kiện lần đó thì Ben bắt đầu lẻo đẻo theo sau Lin như một con chó. Hắn mặc giày xin Lin một chân vào tim của cô để tham gia đại hội vườn hông và để được sự hành hạ từ cô. Lin khinh thường Ben ra mặt, cô phỉ báng hắn đường đường là một thái tử mà lại bỏ nước đi bụi, đã vậy còn biến thái bệnh hoạn hết thuốc chữa. Mặc dù sướng thì sướng nhưng Ben vẫn lên tiếng phân bua, sở dĩ hắn có mặt ở đây là vì được giao nhiệm vụ tiêu diệt một con rồng đang án ngữ tại đoạn đường dẫn đến kinh đô. Siegfried nghe thấy rồng thì cũng phấn khởi ra mặt, vì trước kia anh đã từng hạ một con và được lưu danh sử sách nhờ chiến công đó. Ben bực tức vì cuộc trò chuyện giữa mình và nữ hoàng trong lòng hắn bị xen vào, nên bắt đầu cà khịa Siegfried một cách không thương tiếc. Hắn bảo Siegfried đường đường là thái tử thông thái mà lại chết ngu. Si nghe thấy thế thì đòi cắt cu kẻ thù. Ben nghe xong cũng cười phu, chết rồi hàng họ đâu hù người ta. Si ôi xích xoa con gà, rửa tay cho kỹ nghe mà não thông. Đầu tiên sẽ có một thanh kiếm mọc ra từ giữa chân của cô thôn nữ kia và bla bla bla. Ben nghe qua thì máu SM trong người lại dâng trào tột độ. Cuộc tranh cãi nảy lửa giờ lại trở thành cuộc trò chuyện của hai cục cứt. Lin bất lực bỏ lại hai tên bệnh hoạn phía sau để lên xe ngựa của băng lính Roma và rời đi một mình. Trên đường đi, chiếc xe ngựa bất ngờ bị chặn bởi hai cô nàng loli nhỏ nhắn xinh xắn. Không một lời giải thích, hai nhóc lao vào làm gỏi cả băng lính chỉ trong một nốt nhạc. Trước khi móng vuốt của chúng kịp chạm đến Lin, thì Ben đã bất ngờ xuất hiện từ phía sau và cho hai đứa ngựa dần mùi đất vì dám tấn công bồ nữ hoàng của đời mình. Siri cũng có mặt ở đó, cảm nhận được sự hiện diện của hắn, hai nhóc loli trở nên hung hăng hơn bao giờ hết. Chúng léo lèo với nhau để thực hiện nghi thức lưỡng long nhất thể, hóa thân thành một con rồng khổng lồ đáng sợ. Đứng trước sự hiện diện của một thứ vượt xa khả năng của loài người, Lin tự hỏi làm cách nào mà Siri có thể hạ gục một con rồng trước đó. Được hỏi thì hắn cũng không ngại trả lời. Đó thật sự là một trận chiến khốc liệt. Si phải dùng thanh kiếm thánh giữa hai chân của mình để phang con rồng liên tục hàng giờ liền mới có thể khuất phục được nó. Lin nghe xong thì sốc lắm. Nhưng bạn biết điều gì sốc hơn không? Con rồng mà Si đã làm nhục chính là anh trai của hai nhóc loli kia. Và giờ chúng đến để trả thù cho danh dự của long tộc. Siri thì chẳng biết sợ là gì. Hắn nhanh chóng mượn thân xác của Lin để tiếp tục khuất phục con rồng trước mặt, tương tự như cái cách đã làm với anh trai chúng. Cô nàng thôn nữ mỏng manh Lin bỗng chốc rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Trước mặt là một con rồng, sau lưng là hai tên biến thái. Thua đồng nghĩa với cái chết và thắng thì đồng nghĩa với việc phải phang một con rồng. Những lúc như thế này, một vị hiền sư sẽ hiện lên và nói: rồng người quan trọng đéo gì, miễn sướng là được. Thôi thì chết là mất hết, cùng lắm là quất một con rồng thôi mà. Anh em lên! Trận chiến diễn ra vô cùng khốc liệt khi hồn Siri gia hàng Lin và Ben cứ né đòn và trả đòn liên tục. Nhưng con rồng vẫn rất chi là sung sức. Trong lúc bất cẩn, Ben đã để con rồng phà lửa làm cháy hết bộ y phục trên người. Hắn đứng trước mặt Lin trong tình trạng lộ hết hàng họ ra ngoài. Lin vì quá xúc động mà suýt ngay một cú trời giáng vào giữa hán của vị thái tử nước láng giềng. Đối với người bình thường thì đây là nỗi đau thấu tận trời xanh. Thế nhưng với kẻ có dòng máu SM chảy trong huyết quản thì đấy lại là một niềm vui sướng tanh banh. Thanh kiếm ma thuật của Ben cũng bị cộng hưởng với độ hưng phấn của hắn mà trở nên siêu to khổng lồ. Chính thanh kiếm này đã làm con rồng phân tâm và ngắt ngang đòn dứt điểm. Tận dụng sơ hở này, Si và Ben ngay lập tức tung ra đòn chí mạng khiến hai nhóc loli phải trở về trạng thái bình thường. Nhờ vậy mà chúng ta biết được, thánh năng tạp Siri dù có thể phang cả một con rồng nhưng lại không phải là loli con. Sau khi tất cả đã bình tĩnh trở lại, hai con nhóc long tộc mới giới thiệu rằng chúng là chị em song sinh tên là Lin và Long. Họ tới đây ngoài việc trả thù cho anh trai thì nhiệm vụ chính là giành lại món bảo vật của gia tộc đang bị chiếm đoạt bởi Siri trước đó. Nhưng mà Siri làm gì còn giữ thứ đó nữa, giờ nó đã là một phần của kho báu dành cho người thắng cuộc ở đại hội vườn hồng mất rồi. Lin đề xuất hai đứa nhóc cùng lập đội với cô để tham gia đại hội vườn hồng và giành lại những gì đã mất. Thế là một team ba người bao gồm Lin, Linh, Lon được thành lập. Cả ba vác thanh kiếm chứa đựng linh hồn của Siri tiếp tục tiến về kinh đô, bỏ lại tên thái tử biến thái đang bàng hoàng ngơ ngác phía sau vì vẫn chưa được vào team. Cơ mà khứa bên này có biết tự ái là gì,
Hắn thích cảm giác bị bỏ mặc một cách khinh bỉ này, nên đã theo chân Lin đến tận đấu trường ở Kinh Đô. Tại đây, Siri tiết lộ rằng công chúa của đất nước láng giềng này chính là vợ của mình, và mục tiêu của hắn lần này là có thể tự hồi sinh bản thân và giành lại tất cả những gì đã mất. Bên trong đấu trường, nhóm của Lin gặp được đủ tất cả các loại thành phần trong xã hội từ khắp mọi nơi trên thế giới. Nổi bật trong số đó là thiếu chủ đời thứ 13 của gia tộc Yamato, Yamato Takeru, một kẻ có thể dễ dàng lấy đầu người khác trong nháy mắt với gương mặt không hề biến sắc. Tổng thống của nước Ba Tư Alibaba cùng với chiếc thảm thần phân khối lớn của hắn ta. Tổng chỉ huy quân đội hoàng gia vùng Gotland, vị vua mạnh nhất Beowulf, người sở hữu cho mình hai thanh kiếm thánh và một thanh kiếm thịt dài 1m9 nằm giữa hai chân. Sự xuất hiện của ông có thể nói là làm khuynh đảo tất cả mọi khán giả bên trong đấu trường, vì không ai là không khỏi cảm thán trước một người đàn ông sở hữu một cây hàng cao hơn cả đầu của họ được. Tiếp đến là nhóm idol KRT-13, bao gồm Arthur, Kay, Gawain và quản lý Pauline của họ, những cá nhân sở hữu độ me vô đói nhưng lại là củ kho gai. Và cuối cùng là vua của cộng đồng người di cư châu Á, thiền vua Attila, một kẻ phong trần lãng tử có niềm đam mê đua idol và theo đuổi các quả phụ. Không ngoài dự kiến về cách xây dựng tính cách của các nhân vật, chuyện này đứa nào mà không chơi đá thì đứa đó mới là có vấn đề. Trở lại với buổi lễ khai mạc đấu trường Hoa Hồng, từ trên vị trí cao nhất của đấu trường, nữ hoàng liên hiệp của đế quốc Burgundy, Broomhill đang an tọa trên ngai vàng. Cùng với đó là sự xuất hiện của công chúa đế quốc Grimhild, aka vợ cũ của Siri lúc sinh thời, aka phần thưởng đính kèm cho nhà vô địch của đại hội lần này. Nút thắt của câu chuyện bắt đầu từ đây. Theo góc nhìn của thượng đế, tức là góc nhìn của độc giả, gương mặt của công chúa Grimhild giống hệt với Lin. Thế nhưng đối với các nhân vật trong chuyện, Grimhild là một tuyệt thế mỹ nhân, trong khi đó Lin lại là một cô gái xấu xí với 0% độ gợi cảm. Lin cũng trong vị trí góc nhìn thượng đế như chúng ta. Bản thân cô đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình khi không ai tại đấu trường nhận ra điều đó. Để làm rõ việc này, đêm đó Lin đã một mình lẻn vào cung điện, hòng gặp trực tiếp công chúa Grimhild và hỏi cho ra lẽ. Trong quá trình đột nhập, Lin vô tình nghe thấy tiếng em bé khóc từ trong một căn phòng. Vốn tò mò nên cô đã ghé vào để xem thử. Thì hỡi ơi đôi mắt ngọc nga, bên trong căn phòng là hình ảnh một người phụ nữ đang vỗ về một đám trẻ sơ sinh, nhưng giao diện phụ huynh và lông lá đầy mình. Thấy mùi chẳng lành, Lin toan chạy ngay khỏi cái nơi chốn quái quỷ này thì bất ngờ thay, người phụ nữ đó đã ở sau lưng cô từ lúc nào. Thanh kiếm của ả xuyên thủng ngực của Lin, biến cô từ một thôn nữ trở thành một gã đàn ông lực lưỡng. Sau đó lại dùng ma thuật bùa mê thuốc lú khiến Lin chìm đắm trong hai bình sữa của ả. Trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn, thanh hắc kiếm của Siri bay đến và đâm thủng bẹ sườn của Lin và đưa cô ấy trở về hình dạng phụ nữ. Hóa ra Lin và Lon đã đánh hơi được cô và kịp thời đến hỗ trợ. Một cuộc tái ngộ đã diễn ra giữa Siri và người thuộc hạ cũ. Hắn tiết lộ rằng người phụ nữ đứng trước mặt tên là Hagen và cũng chính là kẻ đã ám sát mình. Và hắn từng là đàn ông. Thanh ma kiếm bon mân màu trắng mà Hagen đang sử dụng là đối trọng với thanh hắc kiếm Ram của Siri. Cả hai từng là của Siri nhưng sau khi bị ám sát thì thanh kiếm đó đã thuộc về tay tên phản bội. Họ lao vào đánh nhau kịch liệt. Cuộc giao chiến khiến cho căn phòng trở nên vô cùng hỗn độn. Trước khi hiệp 2 bắt đầu, Hagen đã tung bài chuồng và hẹn gặp lại Siri và Lin tại đấu trường chính thức. Phi vụ kết thúc và Lin chẳng thu lại được thông tin quan trọng nào cả. Đã vậy còn bị dính thêm lời nguyền bị biến thành đàn ông nếu không ở gần Siri. Đời cô đúng là toàn dính vào mấy chuyện hạp là chính. Lin gọi Linh và Lon để tìm kiếm một sự an ủi nho nhỏ từ hai cô nhóc loli thì phát hiện ra cả hai đang nằm sóng xoài trên đất với thương tích đầy mình. Dường như có kẻ vừa mới đánh úp họ. Sau khi trở về từ cuộc đột nhập, Linh và Lon do bị thương quá nặng nên không thể tiếp tục chiến đấu một cách độc lập. Cả hai đành phải hợp nhất thành một bản thể duy nhất để duy trì sức mạnh. Vậy là team giờ đây đã thiếu đi một thành viên. Cực chẳng đã, Lin đành phải đi mời tên thái tử biến thái bên về để chám vào chỗ còn thiếu. Vậy là một tổ đội mới đã được thành lập, với Lin kèm linh hồn Siri, Lon kèm Linh và cuối cùng là thái tử Burn. Tính ra một team chỉ được 3 người mà tụi nó lách luật tới 5 người. Một ngày sau, đại hội Vương Hồng chính thức khai mạc. Người dẫn chương trình là bộ trưởng bộ tài chính của Burgundy, Zernot. Theo gia phả thì khứa này là anh vợ của Siri và là một kẻ có bản tính công chức ăn vào tận xương tủy, tức là hắn chỉ làm việc vào giờ hành chính. Mặt trời vừa ló dạng qua khán đài, báo hiệu thời gian đã điểm. Zernot từ một thằng lôi thôi nhếch nhác, bỗng hóa thành anh nhân viên năng động và chỉnh chu. Hắn bắt đầu phổ biến về luật lệ của vòng thi đầu tiên. Ban tổ chức đã chia di sản của cố thái tử vương quốc, cũng tức là Siri, vào ba cánh cổng mang ba chủ đề khác nhau bao gồm tiền bạc, con người và vật phẩm. Như tên gọi thì mỗi cổng sẽ ẩn giấu những kho báu tương ứng với chủ đề của nó. Mỗi team sẽ cử một thành viên của mình vào một cổng và không có luật lệ nào cả. Kẻ nào lấy được kho báu từ cổng của mình ra thì team của kẻ đó sẽ được vào vòng tiếp theo.
Sivri nhớ lại việc công chúa Grimhild từng đề cập tới việc bản thân mình cũng nằm trong phần thưởng kỳ này. Hắn đoán rằng vợ mình đang ở trong cổng con người và đợi hắn tìm đến, nên đã quyết định chọn cổng này. Lon và Linh bắt đầu ở cổng vật phẩm, còn thái tử Burn sẽ đi vào cổng tiền bạc. Ở phía còn lại, những team khác cũng đang hừng hực khí thế để tiến vào thử thách đầu tiên của đại hội. Một cuộc chiến gây cấn và bẩn bựa chưa từng có trong lịch sử nhân loại bắt đầu. Và đó là những diễn biến ban đầu của Đại hội Vườn Hồng, nơi chứa đựng tất cả các thể loại tác của 210 nhưng lại không phải là 210. Nó là câu chuyện về một cuộc chiến tranh giành quyền lực và ước mơ, về mục tiêu và khát vọng trong cuộc sống của mọi con người. Mà thật ra nó là 210, nhưng mà hay.